toàn xã hội. Sau đây là tiết mục kịch tuyến tiên Bạo lực gia đình do các diễn viên Thảo Mai, Trọng Bằng, Mai Lan xin được gửi tới hội diễn. Xin được giới thiệu Trọng Bằng trong vai người chồng, Thảo Mai trong vai người vợ, Mai Lan trong vai người con. Tiếp tục kịch xin được bắt đầu. Em xin chào tất cả các bác ạ. Em xin phép được giới thiệu, em tên là Mộng Thị Mơ. Ngày trước em bán mơ, bây giờ em vẫn bán mơ. Mà số em may mắn lắm các bác ạ, lấy được một chồng vừa hiền vừa tâm lý, nói gì nghe đấy và bảo gì thì làm đấy, mà không nghe em giết. Mà nói chuyện quên mất cả chồng. Chồng ơi, đâu rồi, sao em bảo cái này? Ui, tôi đang sửa nốt đồng mắt, thì mình gọi gì tôi đấy? Thì em không được gọi mình nhà, mà em hỏi lại mình nhá, làm trai rửa bát quét nhà, vợ gọi thì làm sao? Thì dạ, bẩm báo tôi đây rồi. Ngoan, em thương. Mà em nghe người ta đồn đại một chuyện không biết có thật không mình ạ? Thì mình cứ hỏi đi. Em nghe người ta đồn có mỗi gia đình mình chưa đi đăng ký thực hiện tiêu chuẩn gia đình văn hóa ở trên xã, làm ảnh hưởng đến cả thôn. Đúng là chưa đi đăng ký không? À, thì... Mà em nói phải đi lên chứ, có đúng là chưa đi đăng ký không ạ? Mất bà nắm cơ. Từ trước đến nay mấy việc đăng ký đâu của bà, tôi được làm gì được quyết định đăng ký gì đâu. Còn cái hả? Kiếm mẹ mà đi đánh bố đấy à? Tao làm gì mà dám đánh bố mày? Bố mày không tha đánh cho tao thì nhá. Mà hai mươi mấy năm rồi, ông ở với tôi, có bao giờ ông đến đâm mẹ thức không? Hơn 20 năm, chứ có mấy đâu. Thôi thôi bố mẹ thôi đi, cãi nhau đi xã nữa sao? Mà mẹ nữa, bố chỉ đăng ký gia đình văn hóa là do mẹ cả đấy. Mà ông có phải là đàn ông không mà cứ nét sau lưng con đấy hả? Ừ đấy, tôi không phải đàn ông, em bao phải đàn bà không hả? Ở với mình hơn 20 mấy năm trời, còn hỏi mình phải đàn bà hay không? Mà thế đứa kia đã hết tháng đâu mà về, đã hết tiền rồi à? Thì con đang nghỉ ôn thi nên con mới về thăm bố mẹ mà. Mà mẹ này, gì? Con mới học về tiêu chuẩn gia đình văn hóa để con đọc cho mẹ nghe nhá. À ừ. Gia đình hòa thuận, ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và mạnh khỏe, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, thực hiện đúng kế hoạch hóa gia đình, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và tư trợ lẫn nhau cho cộng đồng dân cư. Mà mẹ cứ như này thôi. Như này là như thế nào hả? Mà ông kia, ông làm gì mà cứ đứng đây thế hả? Đi ra đây tôi bảo. Cái gì? Đàn bà thì suốt ngày đánh chồng bụp ấy. À, sao thế à? Như thế là bao lực đưa đến nhá, nên đâu đi này nhá. Đưa lại cậu biết chưa? Bạo lực gia đình có thể bị phạt hành chính hoặc ngồi tù. Ôi trời ơi. Đấy nhá, tôi ra đây đây. Bà làm gì làm đi. Này nhá, con đứa xéo mai không quản nhá. Bao nhiêu ngày đâu con chịu đựng mày đủ lắm rồi. Ôi, ôi, bố như thế bố lại vi phạm bạo lực. Ôi, đây rồi đấy. Mới đọc xong. Đấy nhá, biết luật mà còn đánh bà nhá. Mà bố la nữa thôi. Mẹ bị la cả làng ở nước biết à? Tao không la cho cả làng cả nước nghe, tao la chúng mày nghe à? Nghe hơn 20 mấy năm chưa đủ hả? Mẹ thôi đi. Bỏ thế nào? Mà từ trước đến giờ chưa biết luật thì thôi, bây giờ biết luật thì bà bảo vệ đến mình cùng, đến mình bảo vệ mình đến cùng nhá. Mà ơ thế hơn 20 mấy năm qua mình bạo lực bố nó à? Chẳng qua 20 năm qua tất nhiên phải ấy thôi. Thì từ trước đến giờ có ai nói gì đâu, mà đánh thì phải chạy chứ. Ai bảo bà tuổi mụ tất tuổi hơn tất chỉ dám nói. Bố mẹ biết không, đâu đâu cũng có những tin tức về bạo lực học đường, bạo lực xã hội, thì bắt nguồn từ bạo lực gia đình đi bố mẹ à. Con nó nói đúng đấy mình ạ. Mình phải sống hòa thuận để làm gương cho con nó. Vậy từ nay gia đình hãy sống thật công bằng, đoàn kết và hạnh phúc bố mẹ nhá. Hãy nói không với bạo lực gia đình, cùng nhau xây dựng gia đình văn hóa. Ban giám khảo, ban tổ chức hội thi mạnh khỏe, hạnh phúc, công tác tốt. Xin trân trọng cảm ơn.